Hi các bạn, và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Stormy Gaming ha. Ok, và hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái câu chuyện mà Jeff đã giết Jin đấy các bạn. Thì vâng, Slenderman đã biết được cái chuyện này. Và Slenderman đã tới chỗ của Jin the Killer, và cô nàng đang bị giết rất là thảm thương các bạn. Đó, đây chính là Jin the Killer. Và do là cái thằng Jeff đó, nó dùng một cái loại phép thuật đó, nó giết Jin the Killer, cho nên là Slenderman không thể nào mà hồi sinh con nhỏ Jin the Killer này dậy được các bạn. Và Slenderman rất là tức giận khi mà Jeff the Killer dám ra tay với lại hả con gái của ông ha. Vâng, thì trong Ripping Basta thì Jin the Killer không phải là con gái của Slenderman, nhưng mà hôm nay thì mình muốn làm một cái series về Ripping Basta này các bạn, cho nên là mình thêm vào cho nó hấp dẫn tí ha. Đó, thì Jin the Killer chính là con gái của Slenderman. Và Slenderman rất là tức giận, không biết phải làm sao. Nhưng mà Slenderman không có ra tay các bạn, vì nếu như mà Slenderman ra tay thì Slenderman sẽ gặp lại bà ngoại ma Gandhi ha. Đó, thì bà ngoại ma Gandhi đã gả con gái cho Slenderman lúc mà nó chưa biến thành Slend đó các bạn, lúc mà nó còn Simon đó. Đó là bà ngoại Gandhi đã gả con gái cho Slenderman rồi cho nuôi nó trong nhà đó, cho nên là nó không muốn chạm mặt bà ngoại ma. Cho nên hôm nay Slenderman sẽ kêu gọi một cái thành viên trong cái đội Roxy của mình, đó chính là Tixie Toby. Đó, Slenderman hôm nay sẽ cho Tixie Toby. Hey, Tixie Toby, mày đang ở đâu? Mau xuất hiện ở đây, tao cần mày. Mau lên. Vâng thưa các bạn, và khi mà mình ra lệnh cho Tixie Toby thì nó lập tức xuất hiện ra tại đây ha. Hey, Tixie Toby, nghe rõ trả lời. Hôm nay tao ra lệnh cho mày phải đi tìm cho bằng được Jeff the Killer để lấy cái mạng của nó về đây cho tao, tại vì nó đã giết Jin the Killer, con gái của tao rồi. Mày nghe rõ chưa? Ok, thưa Slenderman, tất cả những gì ông ra lệnh thì tôi sẽ làm theo, tại vì tôi là một thành viên trong đội Roxy của ông mà. Được thôi, ông cứ yên tâm, tôi sẽ đi tìm Jeff the Killer để giết nó cho. Ông hãy ở đây và lo an táng cho con gái của ông đi ha, ông đừng lo gì hết. Ok, thôi được rồi, nếu như mày nói vậy thì tao yên tâm rồi. Mau đi tìm Jeff the Killer, lấy cái đầu của nó về đây cho tao. Mau lên. Đó, và sau khi Tixie Toby những nhiệm vụ từ Slenderman, và nó sẽ bắt đầu lấy xe để đi tìm Jeff the Killer các bạn ha, sẽ đi săn lùng Jeff the Killer. Đó, do là Tixie Toby nó có một cái mắt kiến ngay trước mắt là các bạn thấy không? Cái mắt kiến này nó sẽ giúp là nó dò được cái vị trí của cái địch mà nó cần giết, và nó đã dò được vị trí của Jeff the Killer các bạn. Jeff the Killer nó đang ở ngay tại đây luôn, không xa lắm. Đó, ngay tại sân bay này. Ok, và bây giờ thì Tixie Toby sẽ đi qua bên đó ha các bạn ha. Đó, hôm nay thì mình sẽ cho Tixie Toby chạy một cái con ô tô rất là bao khua ngầu luôn, để có thể là tìm được Jeff the Killer nhanh nhất có thể ha các bạn ha. Và các bạn hãy nhớ đón xem cái series về Ripping Basta này ha các bạn ha. Và mình sẽ làm thêm một phần phần 3, phần 4 nữa. Nếu như mà các bạn thích thì các bạn like và subscribe thì mình sẽ làm tiếp ha. Đúng rồi, Jeff the Killer, mày đang ở đâu? Mau xuất hiện ở đây. Ủa, tại sao Jeff the Killer nó lại không có ở đây? Rõ ràng là cái mắt kính mình định vị được là nó đang ở đây mà. Do là nó chiến đấu với lại Jin the Killer rồi, nó đang bị thương rồi, nó chưa hồi phục kịp, cho nên đây là cái khoảng thời gian rất là tốt để mình có thể tiêu diệt được Jeff the Killer. Nhưng mà nó đi đâu rồi? Mình không tìm thấy nó các bạn. Khoan, để mình định vị lại một cái nữa các bạn ha. Rõ ràng là mình thấy là cái sóng của Jeff the Killer nó gần đây mà.
Nhưng mà khoan, mình đang cảm nhận được là có thêm một cái luồng sóng khác đang ở cùng với Jeff the Killer đó các bạn. Và cái luồng sóng đó, một cái luồng sóng rất là mạnh, mạnh không kém gì cái sức mạnh của Jeff the Killer. Vậy thì người này là ai? Hay, mình bắt đầu bối rối rồi đó. Để mình xác định lại một cái nữa. Ok, hai các bạn. Và cái luồng sức mạnh kế bên Jeff the Killer đó chính là mình đây. Mình là Electric các bạn ha. Đó, do là mình biết được là Jeff the Killer nó đang bị trọng thương khi mà giao đấu với lại Jin the Killer. Cho nên là hôm nay Jeff the Killer đề nghị mình lại giúp đỡ nó ha các bạn ha. Và mình đã chấp nhận cái lời mời của nó. Và hôm nay thì mình sẽ lại mình giúp đỡ Jeff. Đó, các bạn thấy trên người nó toàn là máu me không không các bạn. Ok, thì trong chuyện Rippy Basta thì Electric với lại Jeff the Killer, tụi nó hai là đứa bạn chung ha các bạn ha. Hai người bạn chung. Quá trình hình thành bạn giữa hai người này nó ra sao, Jeff với lại Electric ra sao thì các bạn hãy lên Rippy Basta các bạn đọc lại ha. Và hôm nay thì nó đã chấp nhận lời yêu cầu của Jeff. Nó sẽ ra ngoài đó để nó chiến đấu với lại Tissitobi. Đó. Để cứu thằng Jeff này, chứ nếu không mà để thằng Tissitobi nó dò tìm được cái tín hiệu của thằng Jeff ở đây là nó sẽ giết thằng Jeff. Đó. Jeff bây giờ nó yếu lắm rồi cho nên là nó không có thể mà nó di chuyển được nữa các bạn ha. Cho nên là cái nhiệm vụ cao cả này sẽ dành cho Electric. Ok, và mình đã biết được thằng Tissitobi nó đang ở đâu rồi. Nó đang ở bên trong cái sân bay nè. Cho nên là hôm nay mình sẽ lại để mình chiến đấu nó ha các bạn ha. Các bạn thấy Electric chơi sang không? Bay lên đã xong rồi bây giờ hả? Thả dù xuống nè. Vãi. Cái trưởng. Rồi không sao nữa các bạn thấy không? Tissitobi, mày đang ở đâu? Mày hãy mau xuất hiện ra đi. Tao là Electric đây. Tao cũng là một thành viên trong Rippy Pasta. Nếu mày muốn làm hại Jeff the Killer thì cái việc đầu tiên mày phải làm đó chính là bước qua cái xác của Electric tao. Với kẻ ăn thận rất là gớm ghiếc. Đâu? Mày đâu? Mày xuất hiện ở đây đi. Để tao được gặp cái bản mặt của mày ha. Một đứa bé rất là đáng thương đó. Và Tissitobi lập tức xuất hiện rồi các bạn. Đó, đó chính là Tissitobi. Nào, mày hãy là đây. Tao rất là mong muốn được gặp mày lắm rồi Tissitobi. Hôm nay thì tao sẽ cho mày chết. Mày chỉ là một cái thằng tay sai cho Slenderman thôi. À, nó chơi thiên thạch mình. Phải nhảy qua chỗ khác mới được. Trời ơi, nó chơi cái cục hút mình kìa. Ê ô, mày tưởng mày chơi chuyện đó hả? Tao không có chuyện đó hả con? Tao cũng có nè. Đó. Tao hút mày vô. Mày hả con? Mày hả con? Mày hả? Rồi mày đâu rồi? Nó bị hút vô cục đó rồi, nó biến nó mất tiêu luôn rồi. Ha. Mày tưởng nó là mày chơi được hố đen, người ta không chơi được hố đen hả? Đó, nó lại xuất hiện rồi nữa rồi các bạn. Ôi dồi, nó quấn. Nó bắn mình trên không luôn kìa. Mất dạy thì chứ. Nè, combo ghê quá vậy. Mày hả? Mày sẽ hút vào cái lỗ đen đó rồi. Mày, cái hố đen của mày làm sao chơi lại cái hố đen của tao? Hả Tissitobi? Ừm, thì tao sẽ cho mày chết. Trời ơi, nó phóng một chiếc xe của mình luôn kìa. Nên tao còn rất là nhiều chiêu nè con. Nó phá combo của mình. Đâu rồi? Thằng này sao nó biến ảo dữ ta? Chết tôi! Mày sẽ không đuổi tới Jeff Killer đâu con ạ. Mày hả? Này thì Tissitobi. Tissitobi nè. Tissitobi nè. Rốt cuộc rồi mày cũng đã chết rồi hả?
Tao tưởng nó tích xì tù bi nó cỡ nào chứ. Thì ra là cũng chỉ là một cái thằng vô dụng thôi. Vậy mà đối với Jeff the Killer, mày sai lầm rồi. Jeff the Killer nó còn mạnh hơn cả tao đó. Mà mày đấu cùng lại tao thì mày muốn đụng đến Jeff the Killer. Thật là nực cười. Ok, bây giờ thì mình đã đánh bại được Tsunami. Mình sẽ trở lại qua chỗ của Jeff the Killer các bạn ha. Nó đang ở trên chỗ đó kìa. Ok, xong rồi Jeff the Killer ơi. Mình đã đánh bại được Tsunami rồi. Bạn không cần phải lo lắng về Tsunami nữa. Ha. Bạn cũng đã khỏe lại rồi hay sao? Được đó. Ok. Và nếu bạn khỏe lại thì bạn hãy cố gắng để mà dưỡng thương của bạn ra đi. Rồi sau đó thì mình với bạn sẽ tìm Slenderman để giải quyết cái cuộc nợ này. Nó cũng là một cái nhân vật mà mình cũng rất là ghét. Bạn có ok không, Jeff the Killer? Tại sao lại không? Mình đang mong muốn cái ngày giết Slenderman này. Rất là muốn lắm rồi. Ok, bạn hãy đợi mình dưỡng thương lại thì mình với bạn sẽ đi tìm nó. Bạn yên tâm đi, mình sẽ có thêm bà ngoại ma Ganny giúp đỡ mình nữa. Mình sẽ giết được Slenderman thôi. Ok, bạn nói vậy thì mình yên tâm rồi. Mình sẽ chờ ngày để mình giết Slenderman. Ok, vậy clip của mình tới đây là kết thúc ha. Và nếu như các bạn yêu thích video này của mình thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình. Và mình sẽ làm thêm phần 3 thì lúc đó thì Alex Jack và Jeff the Killer sẽ đại chiến với Slenderman, các bạn nhớ đón xem nhé. Và cái video của mình tới đây kết thúc ha. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên channel của Stobie Gaming nha. Bye bye tất cả các bạn.